Không, đẳng cấp thì không may mắn rồi. May mắn luôn sòi đẳng cấp mà, ok. Remake làm lại game khác không? Đó, tôi rủ bạn, tôi thử là bạn khác không thì ok, ra quốc rồi. Ok nha, ok, hết game này tôi sẽ làm lại game khác. Ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA, nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thanh Hòa hoặc là link Shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thanh Hòa đối đầu iVirus nha. Thanh Hòa đối đầu iVirus, mất công anh em viewer lại nói là trận này là trận may mắn nữa, kiểu đó bây giờ là không ai may mắn nữa nha. Bây giờ có may mắn thì cũng ráng chịu. Bây giờ có may mắn thì cũng ráng chịu đúng không? Có may mắn là cũng ráng chịu. Cái gì vậy? Có may mắn thì cũng ráng chịu nha. Ok không? Được không? Hợp lý nha. Ok, cuối coi. Bật mic được nào, như bật mic được đúng không? Alo, nghe em ta? Nghe em? Kìa tắt mic rồi, Thôi mày lắm à. Ok. Công anh em lại nói là may mắn điều đó, trận này là trận bất phân thắng bại nha. iVirus đối đầu rồi. iVirus vừa cầm chai màu gì á? Không, chai màu vàng á, nước tăng lực à, Red Bull à. Trận đấu của thằng Tài nha, thằng Tài chọn ai đây? Thôi B1 một trận quyết định rồi chứ, đã giải được đá con cận rồi mà, đã giải được đá hai trận đó. Thằng Tài chọn ai hả? Johan Cruyff. Hay quá vậy. Trời ơi, Rooney ra ngoài ta. Trời ơi. Và Rooney chân trái. Còn quá vậy. Đây, Johan Cruyff nè. Hay quá ta. Trời ơi, mấy tí chết nha, giỡn không. Chuyện nhiều thứ môn là cậu tổn quyếu liền. Andrei Shevchenko, xin cô ghê quá ha. Cô kinh thiệt chứ. Trận này nhanh trí thua, cho này biết thế nào là bóng đá Việt vậy. Anh ấy xin cầu kinh đúng không? Xin cầu này nhá. Mà xin cầu chè tốt quá, nhiều ông chè xin cầu yếu ấy, kiểu pha đó có lắng được đâu, bên kia cũng Van Dijk với lại Van Dijk Militao rồi phải. Militao 3 tỷ rồi, xin cầu vẫn ấy thôi. Vẫn nét. Hay. Ôi hay quá vậy. Thôi. Mày kéo nó không đấm nhau kìa. Anh em đã giao lưu văn hóa văn nghệ, đã lấy mồ hôi mà đấm nhau. Cắt quá. Ơi. Trời ơi, mồ về. Chào giờ này gián điệp à? Giờ nghĩ gián điệp quá ta. Rồi đã giao lưu lấy mồ hôi mà.
Ebro. Hay quá vậy. Andre Shevchenko. Andre Shevchenko thầy ghi bàn, Shevchenko ghê quá ha, nhà Shevchenko ghê lắm. Shevchenko chọn vị trí ấy, kiểu thứ. Rồi, Shevchenko gánh rồi, về bà gánh rồi. Bị với ta. Ồ, Nick Bob chụp ghê quá vậy. Xếp trên cô, xin cô ghê quá vậy ha. Cô thằng này đá mấy cái nhá. Joey đã lì xì 7.777 đồng. Bị đúng không? Kèo em Mai E gửi nhà A, Mai gửi cho đủ full vòng A. À ok, góng Joey nha. Ok ok Mai cũng được, Mai cũng được. Ủa Mai còn cái bị lắc không? À Mai ngày cuối đúng không? Ừ, cũng được, Mai cuối mấy ngày cuối hay hơn lắm á. Mai gửi gửi để Mai đầu like mở luôn cũng được, Mai đầu like vô mở luôn. Mai vẫn là 9 giờ nha anh em nha, Mai vẫn là 9 giờ nha, tại vì ngày mà mai là chủ nhật là đá cuối á, đá bằng đá 20 giờ, để thứ hai là 7 giờ. Hai giờ lại không giờ 7 giờ. Ui chuyền mấy banh hay quá ha. Xong xong mình lại tách ra được cái hút đó ta. Ồ hai ông kia gián điệp luôn ạ. À anh sẽ rẫy đồ béo đúng không? Sẽ đồ béo đá để hay bị trùng vị trí lắm. Ui trời ơi, anh em sút ghê quá. Đá thử anh ấy ngợp hả? Đá xem cô rồi đá rồi béo với xe 7 hay bị trùng vị trí nó chịu quá. Bị đó tôi đã xem cô cặp rồi béo toàn xe ba ghi vàng hả à. Bé lần nền nha, xem cô hay chứ. Ai lỗi rồi, lỗi vị trí rồi, lỗi vị trí rồi. Ồ, Tony Cruz đúng không? Mình có Tony Cruz đó, Tony Cruz nhìn uy tín á. Thêu cái này nó cộng 9 luôn á, giàu dữ vậy. Thêu nó cộng 9 luôn anh em à. Ồ hai hai hai, căng nhà chưa. Trận đấu vẫn chưa ăn ngủ đâu. Ghê hay ha, hai robot này đã kinh á. Rồi anh em đang xem đó lại một like nha mọi người nha, một like một subscribe nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ghê hay chứ, hai robot đá cũng vẫn chất như ngày nào. Chạy móc lại đúng rồi, hay quá vậy. Nhưng pha đã tất cả đều nằm trong suy đoán của Mojica này. Johan Cruyff phải kết không, trời ơi anh em bạo lực quá. Đá lấy mồ hôi ra mà anh em gắt quá, đá tí lấy mồ hôi về tắm chứ cầu thủ mấy ngày nay chưa tắm. Thôi hay quá vậy, từ từ góc sống 100 ghi bàn nha, pha này sống 100 ghi bàn luôn, cho ghi kèm luôn, sống 100 ghi bàn hồi đó sống 100 ghi bàn nữa. Việt Anh đã lì xì 5.000 đồng, đôi cánh của Real thì nên chơi ai vậy anh Hòa? Ồ đôi cánh Real nữa, Hazard best on cấp với lại con Figo Icon. Sung chà, khó ha, tiền bàn thứ ba khó vậy, ba khó á. Van Rooney, bắt gì sung chọc đi sung. Ờ lần này thằng tài cũng nằm bên mình mà. Tài thằng tài cũng nằm bên mình rồi, thằng tài nằm bên kia rồi. Họ bắt sung xuống quanh đẹp đó không? Hình là 4-1-3-2. Dạ, Onin à, 4-1-2 Onin luôn. Trời ơi, có cái sung vô quanh đẹp rồi. Và Tony Cruz 21 à, nhớ bữa anh có Tony Cruz 23 tỷ mà anh đã Cruz 21 sẽ lừa. Nên người Ibrot có 23 tỷ đó mà.
Ôi, chiều mà lương nó thành nào đó cách tạo hấp dẫn cho bạn đấu à, có không ăn buồn ăn hay không mà tạo hấp dẫn người ta, trận đó bên kia cũng một chiều mà tí coi lại nha. Trận trước thằng tài nào bên mình, trận này thằng tài nào qua chạy qua kia rồi, trận này thằng tài chạy qua kia. Ở ta thôi thôi gulit ở Kurusa ra, Kurusa khó gỡ nha, thằng này cho Kurusa khó gỡ, Kurusa gánh mà cho Kurusa chết. Cho Kurusa là sai lầm rồi. Ủa, Kurusa biến vậy. Anh em tắt banh nhẹ nhẹ tay ra nha. Giao lưu dân quá anh em là quá đá tí về anh em tắm chung rồi. Ấy, hơi lỗi truyền ta, lỗi truyền. Chuẩn bị chứ. Ska trận này thú ghê ha. Ờ, của anh Rai. Bài này con thủ sao đây. Ôi giời, anh em nóng tính quá trận này à. Trời ơi, đá lấy đá lấy mồ hôi thôi mà. Đá lấy mồ hôi thôi mà. Giờ tắm có ngày mấy ngày nay chưa tắm hơi ngứa ngừ mà. Là quả gắt quá. Ôi, ra phải đứng chậm quá vậy. Hèn gắt quá. Hay hay. Có đường cũng vậy hay mà. Ấy. Đi xa chạy ghê vậy. Phải kiếm không? Tại... Ủa? Tại? Trời ơi! Phải kiếm người rõ quá mà phải ta. Đây. Ừ, xin cố nè. Trời ơi! Sao chuyện xin cố nó lơ lơ rồi ta? Chuyện xin cố sao nó lơ lơ rồi ta? À, nó cầm banh ngon hả? Ủa ghê vậy? Ô vô luôn à, hay chà căng căng ta căng ta. Ô phát nó truyền được hả ta, không không nhìn thấy, và đó mình khuất tầm nhìn rồi mình đâu có thấy được kia sao nằm dưới đâu. Hay quá. Căng nha, trận đấu căng kìa. Pha sang ngang của Bắc Y Sung là lấy được tất cả rồi. Chịu với ai thắng nha. Chưa biết ai thắng à, Johan Groy vô lại. Johan Groy vô lại. Chà căng 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 anh em à, căng anh em à. Trận này anh em nghĩ ai thắng nha, ai bị rút thắng trong phím 1, Thành Hòa thắng trong phím 2 nha. Cái trận này thắng này chưa, tôi chưa biết được ai thắng đâu. Còn 4 phút cuối à. Dạ. Đó, gỡ được. Ờ, à, mất gỡ rồi. Hả à, vậy? Xin cô tiền bảo anh luôn à. Ừ cha, căng căng nha. Cuối cùng kiều, Di Sa chạy nhanh dưới ta. Cha, phải góc nữa à. Ồ, chưa luôn ta. Chưa nha, dạ, chưa biết là thắng hay thua nha. Đó. Thằng Tài sẽ đứng ở phía ai? Chưa giờ luôn, thằng Tài sẽ đứng ở phía ai đây? Tài đến. Ôi, tấn lưới dâng lên trong con chạy lên nè. Ôi, chưa luôn ái vậy? Chà là ba mày góc khó vậy? Thằng góc hơi lâu nha. Thằng góc hơi lâu chục này thôi giờ á. Đấu hơi lâu nha. Ui trời ơi, góc tiếp rồi, góc ngoài vậy. Trời trời.
Ngày cận quá ta, giờ gốc nữa hả? Ôi trong buồn giờ có 3 phút mà giờ hết nữa bà. Mấy phút rồi? Gốc nữa. Trời. 3 phút buồn giờ mà nó bái trời gốc. Cái gì vậy? Hồi hộp quá ta. Hồi quá ta, đó bà này em xử lý sao nha. 3 phút buồn giờ quá trời gốc. Hết rồi. Hết rồi. 90 cộng 3 mà gốc tới mai. Ok, cảm ơn Ivy Robot nha, đã trở thành diễn viên cho video này. Ok, cảm ơn nha. Ok. Mình cái cá, mình cái tiếp.